Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện bụi phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Quỳnh Châu gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Vận mệnh cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, Vận mệnh cuộc đời của cô gái tên là Hân đang bước vào những giai đoạn cực kỳ khó khăn. Cô phải lên thành phố vừa đi học vừa đi làm vừa có tiền để trang trải cuộc sống và còn muốn mua quà gửi cho mẹ và em trai của mình ở dưới quê nhưng mà cuộc đời của Hân lại không êm đềm trôi qua như thế sau khi mà quyết định gắn bó với Quân thì cô bị phản đối bởi gia đình của Quân và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem cô gái Thuộc Oanh sau khi mà phát hiện và cản trở tình yêu của Quân và Hân cô ta sẽ dùng thủ đoạn như thế nào để chia rẽ tình yêu của hai người này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo mà Tâm An gửi tới cho quý vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Vận mệnh cuộc đời tác giả Quỳnh Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Buổi sáng hôm sau Hân thức dậy Với đôi mắt sưng vù Đi ra bàn ăn ngồi xuống Thấy Hương đã ngồi chờ ở đó Nhìn thấy Hân Hương lại kéo tay Ý bảo Hân ngồi xuống Này mắt mũi sưng vù thế kia Thì đi học kiểu gì Hôm nay mình nghỉ một buổi đi Tao tới lớp tao xin cho Ừ chắc phải thế Mắt tao bây giờ mở không được Khóc quá nên vậy chứ gì Đêm qua tao nghe có tiếng chuông cửa Có phải là quân đến để giải thích không Ừ Quân đến bảo chỉ là hiểu nhầm. Là mẹ Quân nhờ đưa đi tới bữa tiệc. Nhà bạn đấy chứ. Nhưng không ngờ mẹ con Thục Oanh cũng đi. Quân cũng không biết. Tao đi tới đấy. Nên mới từ chối tao. Rồi đưa mẹ đi. Tao thấy đây chắc chắn là do mẹ Quân bày ra. Muốn hai người họ có cơ hội để tìm hiểu nhau. Mày nên đề phòng cái con Thục Oanh đấy. Tao cũng nghĩ thế. Mà thôi. Mày ăn đi rồi còn đi học. Tao vào trong phòng. Tao ngủ tiếp đây. Ừ. Mà này, ở nhà nhớ nấu cơm đấy. Hương đi học rồi, Hân cũng vào phòng, với tay cầm điện thoại cài báo thức và ngủ tiếp đến khi báo thức kêu lên. Cô mới giật mình thức dậy. Đi rửa mặt mũi tay chân lật đật đi nấu cơm để lát Hương về. Loại hoay một hồi cũng xong, Hân đem bài lên bàn rồi ngồi chờ Hương về. Khoảng 15 phút sau Hương cũng về, Hân nói nó thay quần áo rồi ra ăn cơm. Vừa ăn nó vừa nói mấy chuyện linh tinh ở trường cho Hân nghe Ăn xong nó cũng dành phần dọn dẹp Nên ăn vào trong phòng nằm một tí Chờ tới giờ đi làm Lộ điện thoại lên Facebook để nghịch Hân thấy nick Facebook quốc thuận kết bạn Hân thấy tiên này nghe quen quen Nên nhấn vào avatar xem Thì công nhận quen thật Chính là anh Thuận quản lý Hân liền nhấn đồng ý Rồi xem đồng hồ tới giờ đi làm rồi Nên liền đi thay quần áo Đạp xe đến quán thì Hân gặp anh Long Cũng đang đi tới nơi Hôm nay sao đi sớm thế? Xe có đi được không em? Dạ được anh ạ. À. Xịn sò hơn chiếc xe ở dưới quê của em. Em cảm ơn anh. Đã nói có cái gì đâu mà cứ cảm ơn. Thôi, cất xe đi. Vào quầy đứng chung với anh. Hân gật đầu rồi đi cất xe. Sau đó đi cùng anh Long vào. Hôm nay quán khá đông khách, nên cô bưng bê đi ra đi vào, mỏi nhừ cả chân tay. Tới lúc vãn khách, thì Hân ngồi xuống bậc thang và bóp thay chân cho đỡ mỏi. Đang cầm cúi bóp thì anh Thuận từ đâu đi tới, ngồi xuống kế bên cô và đưa cho cô một hộp rán salon bát. Hôm nay quán hơi đông khách, đi lại chắc là mỏi chân lắm. Em cầm cái này, dán vào cho đỡ. Hân cảm thấy hơi ngại vì quán có nhiều nhân viên nữa. Tại sao anh Thuận lại để ý tới cô như vậy? Cô sợ mọi người trong quán nghĩ này nghĩ kia nên vội vàng xua tay. Dạ thôi, em không lấy đâu, anh cứ cầm về đi, em ngồi nghỉ một tí là hết ngay mà. Em ngại hay sao? Có cái gì đâu mà ngại. Anh xem em như em gái, nên quan tâm em thôi. Nào, cầm lấy. Anh đi ra ngoài đây. Hân còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì anh Thuận đã đi mất. Cầm hộp salon bát mở ra, dán vào tay và chân, rồi tiếp tục làm việc. Tầm 9 giờ kém, Hân thu dọn đồ, rồi trao tất cả mọi người ra về. Trên đường về nhà, Hân có ghé mua hai ly chè, về rủ hương ăn cùng. Nhưng khi về đến nhà thì không thấy Hương đâu. Cô cầm lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Hương nói rằng đi chơi với Hưng. Nên cô tắm rửa rồi ra nấu nước pha một bát mì ăn tạm. Sau đó ăn ly chè rồi đóng cổng. Và sau đó vào phòng nằm. Đang nghe nhạc thì Quân gọi đến hỏi cô ăn uống chưa. Rồi nói Hân ngủ sớm cho khỏe. Cô dạ dạ vâng vâng cũng bảo Quân ngủ sớm. Quân nói dạo này anh bận. Không qua đây chơi thường xuyên nên cô đừng buồn chủ nhật anh sang và chở hân đi chơi hân dạ vâng sau đó chúc quân ngủ ngon rồi tắt máy vùi đầu vào trong mền hôm nay là chủ nhật vì có hẹn trước với quân nên hân dậy khá sớm một phần do dạo này ít gặp nên cô rất nhớ anh nằm trong phòng lăn lộn trên giường một hồi hân cũng ngồi dậy vệ sinh cá nhân mở một, một bài nhạc lên nghe trong bài hát có một câu mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua khiến cho hân vừa đánh răng vừa liên tưởng tới lát nữa cô cũng mặc một chiếc váy rồi ngồi chờ quân qua xong xuôi hân vào trong phòng lấy chiếc váy màu vàng nhạt để mặc trái tóc gọn gàng với tay thoa một chút son của hương nhìn mình trong gương cô bất giác nở một nụ cười hân ra phía trước để chờ quân thì hương lúc này ngủ dậy bước ra hỏi này hôm nay đi đâu mà dậy sớm mặc váy thoa son thế kia hôm nay đi chơi với quân dạo này bọn tao cũng ít gặp nhau. Ừ, thôi đi đâu thì đi đi. Mà này, mày với Hương dạo này thế nào? Cũng bình thường, hai ba hôm rủ nhau đi ăn đi xem phim ấy mà. Chưa kịp trả lời thì trước cổng có tiếng chuông. Hân nghĩ là Quân đến nên nói với Hương. Thôi, chắc là Quân đến rồi. Tao đi đây. Mày vào trong nhà mà ngủ tiếp đi. Hương gật đầu bước vào nhà ngủ, còn Hân thì nhanh chóng ra mở cổng. Nhìn thấy tấm lưng kia Hân cũng đoán chắc chắn là Quân Nên vội vàng mở cổng Đi nhẹ nhẹ ôm chầm lấy anh Quân đang đứng thấy có bàn tay ôm mình liền xoay người để ôm rồi nói Có nhớ anh không? Chứ anh nhớ em quá Trong đầu toàn là hình ảnh của em Nhớ chứ Hôm nay anh định đưa em đi đâu? Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi Hay là mình đi công viên tuyết nhé Em xem trên facebook ấy Thấy mọi người nói đi thích lắm Anh đưa em đi nhé ừ vậy bây giờ anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta đến công viên nói xong quân lấy nón bảo hiểm đội cho mình trước sau đó đội luôn cho cô chiếc xe bon bon chạy trên đường quân ghé vào quán phở để cho cô ăn ăn xong lại lên đường đến công viên tuyết đi tầm hơn một tiếng thì cũng tới nơi quân đi gửi xe rồi rủ hân đi mua vé vào cổng bước vào trong hân thấy có rất nhiều trò chơi hân kéo quân chơi hết chỗ này tới chỗ nọ rồi đi trượt tuyết Hân nghe mọi người nói rằng trong khu vui chơi này khoảng 30 phút thì có một đợt tuyết rơi nên cô canh giờ rồi nhờ bạn nhân viên chụp hộ hai người một tấm hình. Chụp xong Hân cảm ơn bạn nhân viên lấy ảnh làm hình nền điện thoại. Chơi một hồi cô cảm thấy đói với mệt nên nói với Quân. Mình về thôi, em thấy đói và mệt. Vậy mình về nhá, anh đưa em đi ăn trưa. Em thích ăn gì nào? Em thích ăn cơm gà xối mỡ. Nào, chúng ta đi, thế rồi hai người cùng nhau ghé tiệm cơm gà xối mỡ ăn hân ăn no tới mức thở không được khiến cho quân cười phá lên anh phải chạy đi mua coca cho cô uống để tiêu trên đường về nhà quân một tay lái xe còn một tay cầm lấy tay của hân lần sau em ăn vừa no thôi đừng ăn no quá không tốt cho dạ dày dạ vâng em biết rồi hai người im lặng cho đến khi về nhà xuống xe quân ngỡ nón bảo hiểm rồi hôn lên trán của cô gần đây cô cũng quen dần nên hết ngại ngùng mà còn kéo khẩu trang hôn vào má của quân sau khi nhận nụ hôn từ má của hân tâm hồn của anh giống như trên mây vậy đưa tay sờ lên má nở một nụ cười thật tươi sau đó chạy về vào nhà hân gặp hương đang nói chuyện điện thoại với ai nên cô vào phòng thay quần áo rồi dọn cơm vì hương nấu sẵn hết rồi hân về lúc nãy ăn còn no nên không ăn nổi nữa thành ra chỉ có mình hương ăn hân ngồi nghịch điện thoại Hương vừa ăn vừa hỏi Hân hôm nay đi chơi vui không? Hân mỉm cười nói vui. Đợi có lương, Hân sẽ dắt nó đi. Nó cười rồi nói Hân vào phòng nằm một tí, rồi lát đi làm, chờ nó ăn xong để dọn biết đến khi nào. Hân nghe như vậy thì gật đầu đi vào phòng nằm. Hân lấy điện thoại gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói quen thuộc. Hân đây hả con? Dạ con đây mẹ. Mẹ ăn cơm chưa ạ? À? Mẹ chưa. Đang chờ em Khang đi học về rồi ăn dạ mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ à? con nhớ nhà nhớ mẹ và khang thì vẫn thế mọi thứ ổn hết con phải dáng thi học kỳ kết thúc năm học rồi về chơi mấy hôm dạ vâng con cũng đang mong đây ạ mà thôi em khang về rồi mẹ tắt máy dọn cơm cho em ăn mà con cũng ăn cơm luôn đi nhá vâng ạ à, con chào mẹ nói xong mẹ hân tắt máy hân nằm thêm 10 phút nữa rồi dạy thay quần áo đi làm hôm nay đến quán hân nghe mọi người to nhỏ xì xầm bàn tán về anh thuận hân thắc mắc nên đi lại gần anh long và hỏi anh long hôm nay quán có chuyện gì thế? sao em nghe mọi người bàn tán về anh thuận ạ à? hôm nay là sinh nhật của anh thuận mọi người đang bàn xem có chương trình gì không mà dạ thôi để vãn khách rồi gọi mọi người lại bàn xem thế nào anh ạ à? vậy cũng được thôi bảo bê nước cho khách đi em nói rồi hân đi vào quầy bê nước ra cho khách Tới hơn 8 giờ thì vãn khách, mọi người xuống lại bàn dẫn nhau đi ăn rồi đi hát karaoke. Hân ngại vào mấy chỗ hát hò nên lên tiếng. Em chỉ đi ăn rồi về thôi, em không vào mấy chỗ đấy đâu ạ. À? Mọi người nghe Hân nói như vậy thì liền cười, khiến cho Hân càng ngại ngùng. Bỗng sau lưng tiếng của Thuận vang lên. Hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người đi cho vui chứ. Ai mà về, anh buồn lắm. Mọi người quay đầu lại nhìn anh Thuận, cũng đi tới. Anh Long thay mặt mọi người. Đúng rồi đấy, lâu lâu mới có dịp để được quản lý mời. Hân đi cùng cho vui. Đi đi, tối anh đưa về. Nghe như vậy Hân không thể nào từ chối được nữa, nên cô đành gật đầu. Tầm 9 giờ kém khách đã về hết, nên mọi người dọn dẹp quán rồi cùng nhau đi ăn. Hân lấy điện thoại nhắn cho Hương, nói rằng hôm nay mình về trễ, rồi lại dắt chiếc xe đạp đi. Nhưng vừa chạm tay vào chiếc xe, thì anh Thuận chạy xe máy lại nói. Hân này, để xe ở quán đi Lên đây anh chờ đi Mọi người đều đi hết rồi Em đạp xe đạp Khi nào mới tới Hân nghe vậy liền nhìn xung quanh Quả thật mọi người đều đi hết Chỉ còn mỗi cô và anh Thuận Hân thấy mình dường như hết sự lựa chọn Nên đành gật đầu đi cùng với Thuận Anh lấy mũ bảo hiểm đội cho cô Hân hơi ngại nên cúi mặt xuống Đi một hồi cũng tới quán ăn Mọi người tới trước và kêu lẩu đồ nướng khá nhiều Hân ngồi giữa anh Thuận và Long Cả hai đều gấp đồ ăn cho cô Khiến cho mọi người trầm trồ làm hân ngại vô cùng Nên quay sang nói với hai anh Anh Thuận và anh Long cứ ăn đi ạ à? Đừng gấp cho em nữa Nhiều quá em ăn không hết Nói xong hai người họ cũng dừng gấp đồ ăn cho Hân Mà chú tâm vào ăn uống Ăn xong mọi người kéo nhau tới quán hát Lúc nãy ở quán bản Hân Đã gật đầu đồng ý Nhưng giờ đây Hân lại muốn về Nhưng sợ làm mọi người mất vui Nên cô đành đi theo vào quán anh Thuận chọn phòng VIP cho mọi người hát Hôm nay mọi người cứ vui đi Hết bao nhiêu? Anh bao hết Mọi người đều hô hoán cảm ơn quản lý Rồi bắt đầu gọt trái cây, bia và nước ngọt Hân thì không hát nên ngồi ăn trái cây và uống nước ngọt Mọi người vừa hát vừa uống bia Xong rồi kéo nhau lên nhảy nhót Hân nhìn mà rất buồn cười Ngồi ăn trái cây chán chê Hân lôi điện thoại ra xem Thì thấy đã gần 11 giờ Nên quay sang ghé sát tay anh Thuận để nói do tiếng nhạc quá ồn ào anh đưa em về bây giờ muộn lắm rồi ngày mai em còn đi học à anh thuận lúc này ngà ngà say đôi mắt mơ màng như muốn ngủ vậy anh đưa em về anh xin lỗi hôm nay vui quá nên đưa em đi chơi lố giờ dạ không có gì anh đưa em về đi anh thuận cầm lấy tay của hân đứng lên nói với tất cả mọi người mấy đứa ở lại chơi vui anh thanh toán hết cả rồi bây giờ anh phải đưa hân về nhà mọi người gật đầu đồng ý và tiếp tục chơi anh thuận và hân đi xuống dưới lấy xe anh với tay đội mũ bảo hiểm cho cô sau đó đội cho mình hân cứ nghĩ lúc trước anh thuận nói xem hân là em gái nên quan tâm cô cô cũng không hề nghĩ rằng anh thuận có tình cảm nam nữ với mình cho đến lúc trên đường chờ hân về anh vừa chạy xe vừa nói hân này em có biết anh thích em không ngay từ hôm em vào xin việc Nhìn nụ cười trong veo như ánh nắng của em, lòng anh không thể nào không thổn thức. Ngày nào cũng mong tối quán để được gặp em. Hân nghe như vậy thì hiểu ra vấn đề. Thì ra anh thuận có tình cảm nam nữ đối với cô. Nhưng Hân có quân rồi, không muốn làm quân buồn. Cô thở dài sau đó nói với anh: Lúc trước em có nói với anh là em có người yêu rồi, nên anh đừng dành tình cảm đó cho em. Em không nhận đâu ạ. À? anh thuận nghe hân trả lời chắc trong lòng cũng buồn lắm nên suốt chặng đường về nhà anh im lặng không nói gì tới khi gần về tới nhà thì anh bảo sau này nếu người đó đối xử không tốt với em em có thể cho anh một cơ hội có được không anh hứa anh sẽ làm đủ mọi cách để em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này hân không trả lời anh thuận nữa mà đi thẳng vào trong nhà về đến nhà cô lao vào phòng đi tắm rồi leo lên chiếc giường quen thuộc thời gian cứ như vậy trôi qua câu chuyện mà anh thuận nói với cô cũng trôi vào dĩ vãng hôm nay tới ngày cô lãnh lương cả buổi làm cô háo hức trông cho nhanh hết giờ để được nhận lương đang đứng suy nghĩ thì anh thuận đi lại cầm theo một phong bì rồi đưa cho hân đây là tiền lương tháng này của em anh gửi nhé dạ em cảm ơn hân đưa tay cầm và cười tươi Lần đầu tiên trong đời cô đi làm và kiếm được tiền Hân vui quá liền cất vào ba lô Để lát về khoe với Hương Mà quên mất anh Thuận đang đứng nhìn cô cười tùm tìm Đợi hơn 20 phút Thì cũng tới giờ về Hân chào mọi người lấy xe đạp đi về Về nhà cô đi thật nhanh vào tìm Hương Không thấy nó ở ngoài Nên cô đoán chắc nó đang trong phòng Bờ cửa bước vào thấy nó đang đắp mặt nạ Hân đi lại gần lên tiếng Hôm nay tạm được nhận lương Đây 2 triệu mốt trả cho mày. Thôi, lấy 2 triệu thôi, còn 100 tao cho mày đấy. Không được, tao mượn bao nhiêu tao phải trả bấy nhiêu. Mày không lấy, lần sau tao không mượn đâu. Thế được rồi, tao nhận được chưa? Thế bây giờ tao về phòng đi tắm đây, rồi ra ăn cơm nhé. Tạm táp xong xuôi ra ngoài thấy Hương dọn sẵn đồ ăn. Hân ngồi xuống ăn vừa ăn vừa nói mấy chuyện linh tinh. Ăn xong hai đứa lại phân công nhau, làm công việc, ai nấy về phòng ngủ. Hân về phòng với tay lấy điện thoại Thì thấy có tin nhắn của Quân Em ngủ chưa? Anh nhớ em Em chưa? Em cũng nhớ anh lắm Dạo này anh bận lắm à? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Ừ, anh biết rồi Bây giờ muộn rồi em phải ngủ sớm Chúc em ngủ ngon nhé Anh yêu em Dạ, em cũng yêu anh Quân ở nhà đang xem hồ sơ ở công ty Thấy tin nhắn của Hân nói như vậy Anh liền nở một nụ cười Khoảng thời gian này quân vừa đi học vừa tới công ty của ba làm việc nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Chỉ đành nhắn tin vậy. Vì muốn lo cho tương lai của hai đứa thật tốt và muốn ba mẹ bỏ cái hôn ước với nhà thục anh đi. Anh chỉ còn cách cố gắng chứng minh cho hai người họ biết không có gia đình nhà thục anh hỗ trợ thì quân vẫn có thể đứng vững mà điều hành công ty thật tốt. Suy nghĩ xong xuôi quân nhanh chóng gấp tập hồ sơ lại xoa xoa vầng chán rồi lên giường đi ngủ bà vì quá mệt nên anh ngủ tới tận trưa ngày hôm sau. Đang mơ màng ngủ tiếng ngõ cửa cùng với tiếng nói vang lên khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Đi ra mở cửa phòng, cứ tưởng là cô Tám gọi nhưng lại nhìn thấy Thục Anh đang đứng. quân nổi cao đóng cửa cái rầm khiến cho Thục Anh tức giận, dẫm chân một cái thật mạnh rồi bước xuống nhà nói chuyện với bà Liên. Trong phòng quân đâm chiều suy nghĩ Giờ này cô ta đến đây làm cái gì Đúng là bực mình Bà Liên đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nhìn thấy Thuộc Anh mặt buồn rầu đi xuống, nhìn là biết ngay thằng Quân con trai yêu quý của bà chắc nói gì khiến cho con bé buồn, bà mới đưa tay vẫy Thuộc Anh ngồi sát bà. Quân Dạo này nó bận rộn tính tình hay nổi cáu, con đừng có để bụng giận hờn nó. Dạ con có dám giận hờn gì đâu, tại lâu quá con không gặp, sang đây xem anh ấy thế nào. Thôi đến đây rồi ở lại ăn cơm với bác cho vui. Dạ vâng ạ. À. Thục Oanh vừa nói xong, bà Liên gọi cô tám lên gọi Quân xuống ăn cơm. Tầm 10 phút sau thì anh xuống, cứ tưởng Thục Oanh đã về, ai dè còn mặt dày ở đây ăn cơm. Quân ngồi xuống ăn lia lịa, khiến cho bà Liên không hài lòng. Bà buông đũa xuống và nhìn Quân. "Quân, con ăn uống từ từ thôi, ăn như thế mắc nghẹn bây giờ. Tại hôm nay con phải đem hồ sơ lên công ty cho ba, nên con ăn nhanh rồi đi, chứ không muộn lắm rồi ạ." À? Cứ từ từ chứ, ở nhà chơi với Thục Anh, rồi đi sau cũng được. Hôm nay còn bé đến thăm con. Con bận thật mà mẹ, đấy khi khác còn rảnh rỗi rồi tính tiếp. thuộc Anh đang ăn thì dừng lại nhìn Quân và bà Liên lên tiếng. Dạ không sao đâu bác. À thế lát anh Quân đi, cho em đi nhờ, về nhà với ạ. À. Lúc nãy em đi taxi tới, bây giờ trưa rồi, vào giờ cao điểm, chắc là khó bắt xe. thuộc Anh nói đúng rồi đấy. Lát con đi thì cho con bé đi chung về nhà Quân dù không hài lòng Nhưng mẹ mở lời Thế nên anh đành gật đầu Ăn xong Quân lên phòng thay quần áo Còn Thục Anh ra trước ngồi ăn trái cây với bà Liên Tầm 10 phút thì Quân xuống Thục Anh nhanh chóng đứng lên chào bà Liên Rồi đi ra trước cùng với Quân Bà Liên nhìn cảnh Quân đi trước Thục Anh lẽo đẽo theo sau Bà mỉm cười trong lòng Nghĩ rằng hai đứa nó sẽ thành đôi Để ba chồng bà an lòng nơi chín suối còn con bé Hân thì mấy hôm tới bà sẽ đến gặp nó để nói chuyện. Cả hai đi ra trước thì xe vừa đến. Quân vào trước Thuộc Anh vào sau. Xe bắt đầu chạy. Quân lô điện thoại ra nghịch không ngó ngàng gì đến Thụ Anh khiến cô ta nổi cáu. Nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải lấy lòng quân nên cô ta đành nhẫn nhịn quay sang nói với anh. Em nghe bác Liên bảo dạo này anh Quân bận lắm hả? Ừ, rất bận. Mà nhân đây anh nói với em luôn Chuyện hôn ước của hai đứa mình Em cứ xem như là không có Anh thật sự không có tình cảm gì với em đâu Anh có người yêu rồi Nên em đừng phung phí thời gian vào anh nữa Để thời gian đó tìm hiểu Một người khác đi Anh nói cái gì thế Em nghe chẳng hiểu Anh có biết từ bé tới giờ Em luôn đặt hết tâm tư tình cảm vào anh hay không Cô ta có cái gì hơn em Mà lại có được tình cảm của anh cơ chứ Em không cam tâm ừ, uhm. Quả thật là Hân chả có cái gì hơn em cả Tất cả mọi thứ của ấy đều thua em Em có tất cả mọi thứ Em muốn gì cũng được Nhưng Hân thì không như vậy Hân chỉ có mình anh thôi Nên em đừng tự làm khổ mình Mấy hôm nữa anh nói ba mẹ qua nhà nói chuyện Từ bỏ hôn ước của hai đứa mình Không được Không được đâu Anh không thể đối xử với em như vậy được Đúng lúc này xe cũng chạy đến nhà thuộc anh Quân cất điện thoại rồi nói với cô những gì em muốn nói anh cũng nói hết cả rồi Yêu một người không yêu mình Chẳng có kết quả gì đâu Em cứ về suy nghĩ đi Những gì anh nói ngày hôm nay là thật lòng Thôi em xuống đi Thục Anh lúc này bật khóc Nghe Quân nói mình xuống xe Cô ta đẩy cửa đi xuống Và bước vào trong nhà Còn xe của Quân thì chạy tiếp tới công ty của bà Phía bên trong nhà bà Trang đang ngồi nói chuyện điện thoại với bạn Thấy con gái cưng của mình nước mắt nước mũi tèm lem Bà tắt điện thoại bước tới hỏi Nhưng Thục Oanh không trả lời Mà chạy thật nhanh lên phòng Bà Trang cũng nhanh chân chạy theo Lên đến phòng Thục Oanh khóc nức nở Khiến cho bà Trang càng dối rắm Có chuyện gì xảy ra thế con Sao lại khóc Ai chọc giận con gái của mẹ Thục Oanh nghe mẹ hỏi Nước mắt cô ta Tiếp tục chảy dài Cô ta bắt đầu kể câu chuyện trên xe mà Quân nói. Bà Trang nghe xong liền tức giận, quay sang vỗ về, an ủi con gái. Nó dám từ chối con gái của mẹ sao? Được, mẹ sẽ nói chuyện với ba con, để ba con giải quyết. Còn nếu ba con không giải quyết, ý, mẹ xử lý con bé kia, xả giận cho con. Vâng, mẹ nhớ đấy. Nếu con mà không cưới được anh Quân, còn chết cho mẹ xem. ăn à, nói tầm bậy tầm bà Thôi đừng khóc mẹ thương. Bây giờ đi tắm rồi ngủ một giấc cho khỏe nhá. Bà chàng gật đầu sau đó bước ra ngoài Thuộc anh trong phòng nghiến răng kén két Nếu tao không có được anh Quân Mày cũng đừng hòng mà có được Vì mày mà anh ấy từ chối tao Tao nhất định không tha cho mày đâu Quân đi tới công ty đưa hồ sơ cho ba mình Thì thư ký bảo ông ấy đang họp Anh đem đến để vào phòng và đi về Trên đường về anh ghé qua nhà Hân Nhưng căn nhà đóng cửa Con nghĩ chắc cả hai đi hỏng chưa về nên đành bảo bác tài xế lái xe về nhà. Bước vào nhà Quân thấy bà Liên đang ngồi trên sofa xem báo. Nghe tiếng bước chân, bà ngước mắt lên nhìn anh và nói. Sao không gặp ba mà lại về sớm thế à? Dạ ba đang họp. Mà sao mẹ không lên phòng nằm nghỉ, ngồi đây làm gì cho mệt à? Lúc nãy mẹ con nằm rồi mà cũng ngủ được đâu, nên lại xuống đây ngồi. Mấy hôm nữa con gọi ba và mẹ hẹn nhà thuộc anh đi ăn để chúng ta từ chối hôn ước với họ. Cả cuộc đời này con chỉ yêu mỗi mình Hân thôi. Nên bà mẹ nên tác thành cho con. Có được không ạ? À? Bà liền nghe con trai mình nói tới đây. Bà liền bỏ tờ báo xuống và nổi giận. Hoàng đường, ai cho phép con tự làm như vậy chứ? Chuyện này chúng ta quyết định rồi. Bây giờ chỉ chờ thời gian thích hợp. Để cho hai đứa làm đám cưới mà thôi. Nếu như mẹ thích, mẹ tự đi mà cưới. Bà với mẹ quá giống nhau, Toàn ép buộc con phải làm theo những gì mà ba mẹ muốn. Nhưng ba mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con. Thuộc của anh ấy, con cưới nó đi, con mới có tương lai. Còn con ấy, con nên chia tay với con Hân đi, đừng để mẹ phải tìm đến nó nói chuyện. Quân nghe mẹ nói như vậy thì anh đổi sắc mặt, trả lời với bà. Mẹ không tìm được Hân đâu. Chuyện gia đình mình, đừng có kéo cô ấy vào. Tội cho cô ấy. Nếu như con biết thương nó, thì mau chóng chia tay đi. Mẹ không muốn nói nhiều. Bà Liên nói xong, để Quân đứng đó mà một mạch lên phòng, còn Quân thì vò đầu vò tóc, sau đó cũng chạy lên phòng. Hân và Hương đi học về thay quần áo, sau đó lao đầu vào nấu cơm. Hôm nay là lịch thi học kỳ để kết thúc năm nhất, nên Hân định hôm nay sẽ đi xin anh Thuận nghỉ vài hôm ôn thi, sau đó cô sẽ đi làm lại. Nấu ăn xong, Hân tranh thủ ăn trước để lát đi làm. Còn Hương đang giảm cân nên bảo ăn sau. Ăn xong Hân dọn dẹp vào trong phòng nằm, đôi mắt đang mơ màng ngủ thì chuông báo thức vang lên. Đưa tay với xem thì đã tới giờ đi làm, Hân dậy rửa mặt rồi thay quần áo. Tới quán hôm nay thấy quán đông hơn mọi khi, khiến cho cô đi lại mỏi như cả tay chân, tranh thủ vãn khách, cô đi gặp anh Thuận để nói chuyện. Dạ thưa anh mấy hôm nữa em bận ôn thi, anh cho em xin nghỉ khi nào xong em lại đến làm có được không ạ à? ừ được chứ em cứ nghỉ đi ôn tập thật tốt để thi chúc em may mắn dạ vâng em cảm ơn anh ạ à. hân xin xong gật đầu đi lại quầy đứng với anh long lúc này anh long đang pha chế nhìn sang cô nghe nói mấy hôm nữa em nghỉ để ôn thi đi à chúc em thi tốt nhé dạ vâng em cảm ơn anh long khách sáo có gì đâu mà cảm ơn mà thôi Sắp tới giờ về rồi Em về trước đi, anh trực cho Dạ, cảm ơn anh ạ à. Anh Long nói xong vẫy tay Bảo Hân đi nhanh Hân cười rồi lấy ba lô Đeo vào đi ra dắt xe về Trên đường về cô nghiêu ngao hát bài hát Quen thuộc của mình Cô cực kỳ thích hát bài này Nên lúc nào cũng hát Về đến gần nhà Hân thấy bóng lưng của một người Đang nhìn vào bên trong Cô sợ quá nên xuống dắt xe Đi nhẹ nhàng hết mức có thể Tầm 10 bước chân là tới cổng cô nấp vào chậu cây nhà hàng xóm chuẩn bị la lên ăn trộm thì bóng lưng đó quay lại cô nhận ra đó chính là quân giờ này quân tới đây làm gì không biết hân sợ quân biết hân đi làm thêm nên cứ đứng đó cho tới khi bị mũi đốt quá nhiều cô mới la lên biết mình bị hớ cô vội vàng bịt miệng lại quân nghe thấy tiếng la rất quen chính xác là của hân liền đi lại chỗ phát ra tiếng la thì đúng là hân thật cô nhìn thấy anh đi tới liền nở một nụ cười thật tươi sau đó dắt xe đạp lại phía cổng mở cổng ra dắt xe vào bên trong vừa kéo quân vào chỗ xích đu ngồi để nói chuyện quân nãy giờ ngỡ ngàng tại sao giờ này hân mới đi đâu về chứ ngồi xuống xích đu không chờ quân hỏi cô đã hỏi trước tối thế này rồi anh đến đây làm gì cả ngày đi học bận rộn sao không về nghỉ ngơi cho khỏe anh mới là người phải hỏi em em đi đâu giờ này mới về ừ em đi làm thêm bây giờ mới về Em không cố ý giấu anh chuyện em đi làm thêm đâu Tại em sợ anh không đồng ý Nên Em đi làm thêm từ khi nào Nếu như hôm nay anh không tới đây Em cũng không bao giờ nói cho anh biết có đúng không Em xem anh là gì của em Thì anh là người yêu của em chứ là cái gì Em đi làm mới được một tháng Anh đừng giận em Em nghỉ làm đi Anh nghe Hương nói em và Hương sắp thi rồi Phải ôn thi cho thật tốt chứ Em mới xin nghỉ mấy hôm Bao giờ thi xong em đi làm lại. ý anh nói là em nghỉ nghỉ luôn. con gái đi một mình khuya lơ khuya lắc thế này nguy hiểm em có biết không? Hân vâng dạ gật đầu cho qua chuyện nhưng có vẻ Quân đang còn tức giận nên anh vẫn nói không thôi. Hân ngồi nghe mà muốn buồn ngủ nên quay sang hôn môi của Quân cho anh khỏi nói. ai kia đang nói bị hôn bất thình lình liền im bặt và hưởng thụ. Hân thấy Quân im thì liền đẩy anh ra. anh đừng giận em. Em biết lỗi rồi. Thôi được, anh tha thứ cho em lần này. Lần sau ấy, là anh giận đấy. Thôi mà, anh qua tìm em có chuyện gì không? Anh nhớ em nên qua. Cho anh ôm em một chút, rồi anh về nhá. Hân nghe Quân nói quay sang ôm chầm lấy cô Thù Thì. Hôm nay cô có cảm giác Quân rất lạ, không giống với mọi khi. Hân định hỏi nhưng rồi lại thôi. Ôm nhau tầm 10 phút thì anh buông cô ra. Ôm người yêu mình thoải mái thật. Mà em ăn uống gì chưa? Em chưa, Hương nấu đồ ăn rồi, lát vào nhà em ăn. Vậy em vào nhà đi, tắm rồi ăn rồi ngủ nhá. Anh về. Vâng, về nhà nhớ nhắn tin cho em đấy. Quân gật đầu đứng dậy hôn chán cô và bước về. Hân cười xong đóng cổng đi vào nhà. Giờ này trong phòng của Hương sáng đèn, không biết nó ngủ chưa. Hân bước vào mở cửa. Nhìn thấy Hân nó đang nằm trên giường, ngồi dậy và hỏi sao hôm nay đi làm về muộn thế tao chờ mày nãy giờ tao về lâu rồi mà tại gặp quân ở trước cổng nên bọn tao nói chuyện một lát quân á thế quân có hỏi mày đi đâu về không có tao nói là đi làm thêm sợ quân không đồng ý nên là không nói xong rồi quân giận giảng đạo lý một tăng cho tao nghe tao phải năn nỉ mãi mới thôi giận đấy nếu giải quyết được vậy thì mừng mà thôi đi về phòng tắm đi Sao ra hâm đồ ăn Để sẵn cho mày nhá Hân gật đầu rồi đi về phòng Lấy quần áo đi tắm Hương đi sau ra hâm đồ ăn Tắm xong Hân ra đã nhìn thấy đồ ăn nóng hồi Được đặt trên bàn Nên ngồi xuống ăn ngay Ăn xong cô dọn dẹp rồi phòng ngủ Với tay cải báo thức Thì tin nhắn của quân đến Anh về đến nhà rồi chúc em ngủ ngon Anh yêu em Dạ chúc anh ngủ ngon Cô ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc còn Quân sau khi về nhà vì không muốn gặp mẹ sau trận cãi vã lúc trưa anh đi thẳng lên phòng của mình nhắn tin cho Hân nhận được tin nhắn của cô Quân đọc rồi nở một nụ cười sau đó cũng ngả lưng vào ngủ Tình cảm của anh và cô cứ như vậy càng ngày càng sâu đậm nhớ lại lúc Hân mới đồng ý làm người yêu của Quân vậy mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn một năm thời gian quả thật là trôi rất nhanh thời gian Hân ôn tập thì mọi người ít gặp nhau, chỉ nhắn tin hỏi thăm vài ba câu. Trải qua mấy ngày vùi đầu vào ôn tập để thi, hôm nay Hân và Hương cũng hoàn thành rất tốt. Hân rất vui nên gọi điện báo về cho mẹ. Mẹ nghe xong rất mừng, nói rằng chờ Hân về quê bắt một con gà thật to để làm thịt cho Hân ăn. Hương cũng gọi điện về báo với bố mẹ ở quê. Sau khi gọi xong, nó nói với Hân. Hôm nay thi xong rồi, hai bọn mình rủ Hưng và Quân đi ăn nhậu một bữa nhá Lâu rồi chưa được ăn đồ nướng, tao thèm lắm. Trời đi ăn thôi chứ nhậu gì, để tao gọi điện thoại cho Quân, dù thử xem, chưa nói tới đồ nướng, công nhận thèm thật. Thì ngày vui, ăn đồ nướng phải nhậu chứ, quyết định không say không về, mày gọi Quân đi, để tao gọi cho Lão Hưng. Nói rồi Hân và nó lô điện thoại gọi cho hai người kia, chuông điện thoại vừa đổ thì bên kia liền có người nghe máy. Anh ơi, Tối nay em muốn rủ anh đi ăn có được không? Ăn mừng em hoàn thành tốt kỳ thi. Được rồi, em muốn mấy giờ? Để anh qua đón. Dạ 7 giờ tối. Tuần lệnh người yêu nhá, hẹn tối gặp lại. Nói xong hắn tắt máy, quay sang định hỏi Hương, thì nó nói ngay. Ừ, ok, tao hẹn Hương 7 giờ. Giống tao thế, tao cũng nói quân 7 giờ. Tối nay sẵn công khai chuyện của hai đứa luôn nhá. Ừ, thuê bây giờ nấu ăn rồi ngủ tí, Mấy hôm nay thức huy học bài, tao buồn ngủ quá. Nói là làm, hai đứa Hân bắt tay vào nấu ăn. Tầm 30 phút sau thì cũng xong. Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, hai đứa về phòng. Nói là ngủ, nhưng Hân vào trong phòng. Lên Facebook lướt, thì nhìn thấy anh Thuận có đăng một tấm hình cô gái chụp từ phía sau lưng với dòng Captain. Chúc cô gái của tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc đầu nhìn sâu qua quả thật rất giống Hân Bởi vì Hân cũng có chiếc áo như vậy Nhưng rồi chợt nghĩ Anh Thuận chắc có người yêu Nên mới úp ảnh như vậy Với lại áo của Hân mặc Người ta bắn đầy ra Nghĩ vậy cô tắt điện thoại và đi ngủ Nhưng có lẽ rất lâu về sau Hân mới biết Bóng lương đó chính xác là của mình Hân và Hương ngủ một giấc cho tới 6 giờ mới dậy Hai đứa sợ trễ giờ Nên nhanh chóng đi tắm và thay quần áo Quân ở bên nhà ngồi trong phòng xem hồ sơ ở công ty Thấy cũng cần tới giờ hẹn Nên liền gấp lại rồi đi tắm Tắm xong anh xuống nhà thì gặp mẹ đang uống trà Quân bước tới không chào hỏi Nhưng mà bà gọi lại Hôm nay đi đâu đấy? Con đi chơi với Thục Anh đi à? Dạ không, hôm nay con có hẹn với bạn Bây giờ con phải đi Mẹ ăn tối một mình nhé Chào mẹ con đi Không chờ mẹ trả lời Quân nhanh chóng đi tới nhà của Hân sau khi quân rời đi bà liên cũng chẳng buồn ăn cơm liền đi lên phòng nằm xuống bà suy nghĩ về chuyện hôn ước của quân bà nhớ lại khi xưa bà và ba quân cũng từng bị gia đình ngăn cấm như vậy vì ông bà nội quân cũng không chấp nhận một người con dâu quê mùa như bà nói là quê mùa do nhà bà ở dưới quê thôi chứ thật ra nhà bà thời đó cũng được gọi là khá giả bà gặp ba của quân trong một lần bị bọn xấu cướp đồ sau đó chẳng biết làm sao Bà nộp hồ sơ xin vào đúng công ty của ba quân làm. Bà được làm thư ký cho ba của quân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Khi đó ông bà nội quân ngăn cấm dữ dội, nhưng vì bà lỡ mang thai quân, nên hai người họ đành chấp nhận. Cuộc sống cứ tưởng yên bình, cho đến khi bà mang thai đứa con thứ hai. Bà quân bắt đầu cặp bố bên ngoài. Bà nhiều lần tha thứ, nhưng mà ông vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến khi con bé Loan được một tuổi Thì họ ly hôn Bà để bé Loan cho ông ấy nuôi Còn Quân đi theo bà Ông luôn chu cấp gửi tiền cho bà từ lúc ly hôn Cho đến bây giờ Nên bà cũng không phải bươn trải kiếm tiền ấy vậy mà bây giờ Con trai của bà lại giống như ba nó khi xưa Nhưng vì hôn ước được định sẵn Nên bà đành phải làm theo Mặc dù biết rằng con của bà không thích Bà nghĩ rằng khi cưới xong chúng nó ở với nhau, kiểu gì cũng có tình cảm, cho nên theo lời Quân nói, mấy hôm nữa sẽ mời gia đình họ đi ăn để nói chuyện làm đám cưới. Quân đi tầm 30 phút thì cũng đến nhà Hân, vừa tới nơi thấy có một thanh niên đứng chờ sẵn. Quân tò mò đi lại vỗ vai thanh niên đó thì giật mình, người đó chính là Hưng. "Này, đi đâu đấy bạn Hiền? Tôi đưa người yêu đi ăn chứ đi đâu? Vậy còn mày?" Tới đây làm gì? Tao cũng đưa người yêu tao đi ăn. Ơ, ừ, mày với Hương thành đôi rồi à? Khá lắm. Ừ, khá thật không? Hay thôi, lát nữa đi chung luôn, làm vài chai cho nó mát. Ừ, chốt. Lâu rồi cũng không uống. Mà lại đây, nhấn chuông đi. Nói xong Quân với tay nhấn chuông cửa. Lúc này Hân với Hương đang chải tóc gọn gàng, nghe tiếng chuông báo, Hân chạy ra mở cổng, nhìn thấy Quân và Hưng đứng ở đó. Hân bảo hai người họ đợi rồi đi vào trong gọi hương. Tầm 10 phút sau thì hai đứa bước ra ngoài. Quân đội nón bảo hiểm cho mình, sau đó quay sang đội cho Hân. Bên kia Hưng và Hương cũng như vậy. Xong rồi mọi người tìm quán để ăn uống. Trên xe Hân nói với Quân. Em với Hương hôm nay thèm ăn đồ nướng. Mình tới quán nướng nhé. Được, em muốn ăn gì cũng chiều em hết. Hưng đang chạy xe nghe Quân nói như vậy. Gật đầu cũng tìm quán nướng. Đi thêm mấy cây số nữa Thì cũng tìm được một quán chuyên đồ nướng và hải sản Hân và Hương đi vào quán chọn bàn trước Còn hai thanh niên kia đi gửi xe Xong xuôi thì bốn người Gọi món Hân thích ăn bạch tuộc nướng Nên gọi ngay một phần Hương thì ăn ốc hương xào bơ tỏi Còn hai người kia gọi mực nướng Càng ghẹ răng me sò huyết nướng bơ tỏi Gọi xong trong lúc chờ đồ ăn lên Hân nói với Quân Anh biết tin gì chưa Tin gì có phải anh bỏ lỡ chuyện gì có đúng không? Chuyện là Hưng với Hương bây giờ là một cặp rồi đấy. Nghe xong Quân tỏ ra ngạc nhiên để cho Hân vui trước khi nãy Hưng nói trước rồi. Quân cười rồi quay sang trả lời. Chúc mừng hai người nhá. Hưng, mày khá lắm. Hương ngồi nghe Quân nói có chút ngại. Liền quay sang nói với Hân. Mày mày chọc tao nữa. Lá tao bắt mày uống cho chết luôn đấy. Không có sợ có Quân uống dùm tao rồi. Tao không sợ đâu Nhất định là không say không về Hương vừa nói xong đồ ăn cũng vừa đem lên Hương gọi một thùng bia thay gơ Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện Hương liên tục mời Hân uống Nó cố tình trước cho Hân say Hương ngồi kế bên thấy Hương uống nhiều Nên vội vàng ngăn cản Thôi em uống ít thôi Để chừa phần anh và Quân uống với chứ Em với Hân nãy giờ uống nhiều quá rồi đấy Hương nghe Hương nói thì không chịu Cứ cầm bia mời Hân uống Hân xưa này chưa uống rượu bia bao giờ Nhưng bởi vì hôm nay quá vui Nên cạn ly với nó uống tới tấp Con nhìn mà xót ruột Nên cũng giống Hưng Dành ly bia lại nói với Hân Em uống ít thôi Uống không quen một hồi Thấm vào, say cắm mặt bây giờ Ơ, ừ, anh đừng có ngăn em Để em uống với Hương chứ Nhất định là không say không về Khuyên ngăn không được Cho nên Quân và Hưng Đành ngồi nhìn hai cô bạn gái của mình uống Hai người cũng uống vài lon Tới khi ly bia cuối cùng vừa hết Nhưng mà chưa thỏa lòng Nên Hương lại gọi bia tiếp Thì Hương ngăn lại Gọi phục vụ tới thanh toán tiền Rồi Hương đưa về nhà trước Quân vì Hân đang ói Nên nói với Hưng sẽ đưa về sau Trên đường về Hân liên tục Nôn khiến cho Quân lo sợ Khi đưa về nhà không có ai chăm sóc cho Hân Bởi vì Hương bây giờ cũng say bí tỉ Nên đành tìm một khách sạn gần đấy Đưa Hân vào Sau khi nhận thẻ phòng Quân nhanh chóng dìu Hân lên phòng cho Hân nằm xuống giường Rồi mình chạy vào phòng tắm Giặt khăn Lau mũi cho Hân Khi lau đến vùng cổ Tự dưng quần ngừng tay lại Còn Hân vì uống bia nên cả người nóng bừng Thấy cô vật mắt lạnh chàm vào Khiến cho cô dễ chịu Nhưng được một lúc thì cảm giác đó biến mất Khiến cho Hân nhắm mắt Qua tay loạn xả Để kiếm tìm Nhưng lúc này đụng vào vòng ngực rất là săn chắc đôi mắt cô mơ màng nhìn ra vòm ngực này chính là của quân hơn nữa bàn tay của cô đang đặt trên ngực cảm nhận rất rõ ràng trái tim của anh đang đập rất mạnh hân cũng vậy khi vừa hay kịp nhận ra tim của mình đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô ngượng đỏ mặt khi bàn tay của quân vừa nắm lấy tay của cô anh ấy áp sát mặt về phía của hân chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ đôi môi mềm mại của quân đặt lên miệng của cô rất nhanh sau đó là một nụ hôn, ngất ngây và đê mê. Không biết rằng có phải trong người có hơi men nên lúc này Hân trở nên bạo dạn hơn hay không. Cô vòng hai tay ôm lấy bờ vai của quân, kéo mạnh anh xuống sát với người cô. Cả hai dính vào nhau, nghe rõ từng nhịp tim từng hơi thở dồn dập của nhau. Cô cởi thật nhanh chiếc áo của quân đang mặc, thân hình săn chắc của anh như đã hoàn toàn chinh phục được cô. Bốn mắt nhìn nhau mất vài giây, sau đó cô giật nảy người khi bàn tay của quân đặt lên cằm của cô, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ, xuống ngực, lần mò cởi từng chiếc cúc áo. hân hai mắt nhắm lại, toàn thân run lên mỗi khi bàn tay của anh chạm vào cơ thể của mình, miệng của anh hôn nhẹ xuống cổ, chậm dần xuống ngực của cô, cảm giác như một luồng điện vừa đi thẳng vào cơ thể, làm cho cô lâng lâng khó tả. anh đang làm gì thế? anh phải hỏi em câu đó không phải là em muốn chúng mình ở bên nhau thuộc về nhau hay sao hân im lặng không phản kháng và rồi quân tiếp tục đặt nhẹ bàn tay của mình lên ngực của cô không được như thế này là quá hư đúng em làm anh hư rồi tại em anh mới hư như vậy đấy nói xong hai người lao vào nhau quên cả trời đất cho đến khi hân mệt quá nên dần dần ngất lịm đi trong mơ màng thấy quân bế cô vào phòng tắm vệ sinh mặc quần áo cho cô Sau đó hôn lên trán của cô Nói anh yêu em Sáng hôm sau khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa Chiếu vào mắt Thì cô mới giật mình thức dậy Mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn Trong vòng ngực rất săn chắc Hân tò mò đưa tay lên sờ Thì bị một bàn tay giữ chặt Ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay này Chính là Quân Đôi mắt của Quân đang mở lên nhìn cô hân lật đật thu tay lại hốt hoảng là lớn khiến cho quân tủm tìm và cười ngay làm sao tối qua ai đó hành hạ tấm thân nhỏ bé của anh tới nỗi bây giờ anh hết sức lực rồi đây này nghe quân nói như vậy hân vò đầu bất tài nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc tối cô chạy thật nhanh vào phòng tắm và lấy nước hất lên mặt của mình cho tỉnh táo soi mình trong gương cô bất giác nhìn xuống cổ của mình dấu vết của những nụ hôn đang còn in dấu rất đậm thì ra là do cô do cô khơi nguồn trước hần thở dài sau đó bước ra nhìn quân chuyện xảy ra tối qua anh cứ xem như là không có gì không có gì là sao anh hứa anh chịu trách nhiệm với em em đừng suy nghĩ gì cả em chỉ việc ở bên cạnh anh thôi thôi bỏ qua đi bây giờ em đói mình về kiếm cái gì ăn nhá. được rồi Giờ anh chuẩn bị quần áo rồi mình đi. Quân nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tầm 10 phút sau. Anh bước ra và nắm tay cô đi xuống trả phòng. Khi xuống trả phòng cô gái làm tiếp tân cứ nhìn hân cười mãi khiến cho cô rất ngại. Nên chờ quân thanh toán xong thì anh phải kéo cô đi. Trên đường về quân dẫn hân vào quán phở bò để ăn. Ăn xong quân chờ hân về nhà. Trước lúc đi về quân ôm lấy hân xong rồi hôn lên chán của cô em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe anh về sau đó anh gọi cho sau này dù mọi chuyện có như thế nào em vẫn luôn là người con gái mà anh yêu nhất trên thế giới này ừ em biết rồi hẹn gặp lại anh sau quân mỉm cười gật đầu và đi về khi quân đi cô không vào nhà mà chạy thật nhanh ra quầy thuốc tây mua một liều thuốc tránh thai hân chạy về nhà mở cửa rót ly nước và vào phòng uống vừa mới uống xong thì hương bước vào nhìn thấy nó hơn giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh mày làm cái gì mà vào phòng tao không nói cái gì làm hết cả hồn hôm qua tao say quá nên ngủ mãi bây giờ mới dậy mày mới đi đâu về đấy à tao đi mua thuốc đau đầu đau đầu quá không chịu nổi còn không cho tao xin một viên mà cổ mày làm sao thế kia trúng gió hả à? ừ ừ tao có mua một liều tao bị ói nên trúng gió mới soi gương để nặn thì mày vào hương nhìn hân vì ánh mắt nghi ngờ nhưng nhanh chóng biến mất nó vừa ngáp vừa gãi đầu vậy thôi tao về phòng ngủ tiếp đây mệt quá rồi lần sau tao thề không bao giờ uống bia uống rượu ừ mày về phòng đi tao cũng về nằm một tí thuốc ngấm rồi hay sao ấy bây giờ tao buồn ngủ quá hương gật đầu và đi về phòng của mình hân đi lại đóng cửa phòng rồi leo lên giường nằm để suy nghĩ hân nhớ lời mẹ dặn là con gái yêu đương thế nào cũng được Nhưng phải biết giữ mình Nhưng hôm qua vì quá say Nên cô đã lỡ lầm Hân quyết định giấu kiến chuyện này Sẽ không nói với ai Nếu như mẹ biết bà sẽ rất buồn và thất vọng về cô Đang suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn báo tới Cứ nghĩ là của Quân Nhưng xem thì là của anh Thuận Em thi cử thế nào Khi nào đi làm lại Chưa anh lòng anh cách nhắc em biết Dạ em thi xong rồi Ngày mai em đi làm Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé. Chào em. Dạ em chào anh. Hân vừa trả lời anh Thuận xong thì tin nhắn của Quân cũng tới. Anh về tới nhà rồi nhá. Giờ anh hơi mệt nên anh ngủ một chút. Em cũng ngủ đi. Dạ vâng ạ. À. Những ngày tiếp theo buổi sáng Hân ở nhà vì được nghỉ hè còn buổi tối cô vẫn đi làm điều đặn. Hân vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm mẹ. Mẹ hỏi Hân khi nào về nhà chơi thì cô nói rằng cuối tháng này sẽ về. Bởi vì Hân muốn đi làm kiếm thêm ít tiền để trả tiền thuê nhà rồi mua ít quà về cho mẹ và Khang. Hôm nay trong lúc đem nước ra cho khách, bởi vì đi quá nhanh nên cô bị vấp rồi lỡ tay làm đổ ly nước lên người của một vị khách nữ. Cô ta là làng lên, Hân cúi đầu xin lỗi nhưng cô ta không đồng ý. ngẩng mặt lên, nhìn tôi mà nói chuyện, cô có biết bộ váy này tôi đang mặc còn hơn cả tháng lương của cô ở đây không hả? Đúng là cái đồ nghèo hèn. Hân ngừng mặt lên thì nhận ra cô ta chính là Thục Oanh. Trong đầu cô nghĩ có chuyện thật rồi nên cố gắng nhẫn nhịn. Thành thật xin lỗi vì chuyện này để tôi lau váy cho cô hay chờ tôi một lát tôi đem ly nước khác lại cho cô. Thục Oanh sau khi tìm hiểu thì biết Hân đang làm phục vụ ở đây cho nên cô ta liền tới quán thì kiếm chuyện. Không ngờ không uổng công. Cô ta không cho Hân đụng tay vào váy của mình mà tiếp tục là lối om sòm quản lý đâu quản lý đâu ra đây mà xem nhân viên phục vụ làm đổ nước vào người cô khách mà không chịu xin lỗi còn thái độ láo sược. khi đó anh thuận đang xem sổ sách bên trong nghe tiếng la ó như vậy vội vàng chạy ra đến nơi khi thấy hân đang bị cô khách đó xì vả thuận nóng mặt đi nhanh lại kéo tay hân ra phía sau mình rồi nói với khách hàng xin lỗi quý khách đây là sơ xuất của nhân viên quán chúng tôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô Để đền bù thiệt hại quán chúng tôi miễn phí cho cô Toàn bộ thức uống trong ngày hôm nay Và trong ba ngày tới Nếu như cô đến Tôi không đồng ý Cũng chẳng cần miễn phí toàn bộ thức uống ngày hôm nay cái gì cả Tôi muốn cô ta đền cái váy này cho tôi Giá của nó là 20 triệu Cô ta nếu không đền được Tôi cho người tới đây Săn bằng cái quán của anh ấy cô à, cô cứ từ từ Chúng ta cùng nhau giải quyết Hân đứng nãy giờ biết cô ta muốn làm khó mình nên liền lấy điện thoại nhắn địa chỉ chỗ quán của mình sang cho Quân rồi tiếp tục nhắn thêm một tin nữa. Em cảm thấy hơi mệt. Anh rảnh không? Đến quán đón em về. Địa chỉ em nhắn rồi. Tầm một phút sau thì tin nhắn trả lời của Quân cũng tới. Em mệt hả? À? Chờ anh một lát. Anh sang ngay. Hân không trả lời Quân nữa mà đứng nghe anh Thuận nói. Còn Quân sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức chạy xe tới quán. Với mức độ bàn thờ thì tầm 20 phút sau Quân cũng có mặt. Hân nghe tiếng xe quen thuộc ngay lập tức kéo anh Thuận qua một bên tiến vài bước lên và nói nhanh Cô muốn làm khó tôi chứ gì? Tôi đã cúi đầu xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn cái gì? Hay là cô muốn tôi quỷ xuống đây? Thì cô mới vừa lòng. Vừa dứt lời thì Hân quỳ xuống. Nhưng chưa được 5 giây thì có một bàn tay kéo cô đứng dậy. Cô ngước lên nhìn, chính xác đó là Quân. Còn Thục Anh lúc này nhìn thấy Quân thì ngơ ngác, không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây. Hân lập tức cố gắng dặn cho ra vài giọt nước mắt, vừa khóc vừa nhìn Thục Anh. Tôi xin lỗi cô, cô đòi tôi đền 20 triệu, tôi lấy tiền đâu mà đền chỗ cô đây. Quân đứng nãy giờ nghe sơ sơ với nhìn đồ của Thục Anh dính nước thì anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Hân, em đừng khóc, Mọi chuyện có anh lo Ngoan, anh thương nào Nói xong Quân đưa ánh mắt như sát thủ Nhìn sang thủ của anh và cất giọng Muốn đền 20 triệu đúng không Được thôi Cô mau đọc số tài khoản đây Tôi chuyển khoản sang cho cô Anh Quân Mọi chuyện không phải như anh nhìn thấy Anh nghe em giải thích có được không ạ à? Tôi chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy Cô thực sự là rất quá đáng Từ nay về sau Nếu cô còn động chạm tới hần Nhất định tôi không bỏ qua cho cô đâu Nghe rõ chưa? Gửi số tài khoản sang đây Thục Anh không nói gì nữa Gửi số tài khoản qua máy của Quân Sau đó bắt đầu chảy nước mắt Quân ôm gọn Hân vào lòng Và truyền khoản tiền cho Thục Anh Xong xuôi anh quay sang Nói với anh Thuận Mọi chuyện được giải quyết xong rồi Anh cho Hân nghỉ hôm nay nhé Ừ, cậu đưa Hân về đi Nói rồi Hân gật đầu đồng ý Cảm ơn anh Thuận Rồi nắm lấy tay Quân đi về Đệ Thục Oanh đang khóc nức nở, đứng như trời trồng. Anh thuận sau khi hai người rời đi, anh cũng bước vào bên trong. Thục Oanh đứng đó tức giận, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ra ngoài, sau đó bắt xe đi về. Trên đường Quân đưa Hân về, cô có nói thèm cá viên chiên, nên Quân ghé mua cho cô rồi mới đi về. Về đến nhà Hân đưa tay đưa chìa khóa mở cổng, mở xong Quân kéo cô vào trong, đi lại chiếc xích đu, ngồi xuống và hỏi han em mệt thế nào để anh mua thuốc cho em có mệt gì đâu tại lúc nãy thuộc Anh cố tình làm khó em mà em không muốn cô ta làm mất uy tín đến quán nên em mới nhắn anh thế mà anh hết hồn đọc tin nhắn của em xong anh chạy xe hết ga hết số đấy bởi vậy mới biết trong lòng anh em cũng quan trọng mà này sau chuyện này không biết cô ta có tới đó để kiếm chuyện với em không nhở em quan trọng nhất chứ còn gì khi nãy anh có cảnh cáo rồi nếu như cô ta kiếm chuyện về em Thì em cứ nói với anh Anh giải quyết cho Ừ em biết rồi Thôi em ăn no rồi Em vào nhà tắm rồi đi ngủ đây Anh cũng về đi không muộn nhá Hôn đành một cái Rồi anh về Hân quay sang hôn lên má của Quân Sau đó vẫy tay tạm biệt anh Chờ Quân đi thì cô đóng cổng vào vào nhà Thấy nhà cửa tối thôi, Hân bật đèn pin điện thoại tìm công tắc bật điện Đèn vừa sáng thì cô nhìn thấy giấy tờ trên bàn của Hương. Nó nói đi du lịch cùng với Hưng. Mấy hôm nữa mới về nên cô ở nhà một mình giữ gìn sức khỏe. Hân đọc xong thì mỉm cười, lấy quần áo bước vào phòng tắm. Thục Oanh sau khi về nhà, cô gọi bà Trang lên phòng và kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở quán cà phê cho bà. Bà Trang nghe xong cau mày tức giận. Con nhỏ đó đúng là ghê gớm. Bây giờ nếu không trừ khử nó, sau này cơ hội vào nhà đó càng khó đấy con à. Mẹ, con không biết đâu Mẹ phải lấy lại công bằng cho con Thôi được rồi, từ từ mẹ tính Mà bây giờ thay quần áo đi, xuống ăn cơm Thục Anh gật đầu lấy đồ vào nhà tắm Còn bà Trang về phòng Bắt đầu lên kế hoạch trừ khử Hân Những ngày Hương đi du lịch Hân ở nhà dọn dẹp nhà cửa Rồi đến chiều lại đi làm Từ hôm con đưa Hân về đến nay Thì hai người cũng ít gặp nhau Chỉ có nhắn tin hỏi thăm vài ba câu hân cũng không thắc mắc lắm bởi vì quân hay bảo anh bận nên cô cũng kể hôm nay là tròn một năm ngày hai người yêu nhau hân cố tình xin nghỉ ở nhà để lỡ quân sang tìm thì lại không thấy cô vì ở nhà khá buồn nên cô điện thoại cho mẹ mẹ nói ở nhà bình thường mẹ và khang vẫn khỏe chỉ có điều khang hay hỏi bao giờ chị hai về hân nói rằng cuối tháng này sẽ về thì nó cười quá trời hỏi thăm vài câu nữa thì hân cũng tắt máy đi pha gói mì ăn cho nhanh. Xong xuôi cô vào phòng nằm nghỉ. Bà Trang sau mấy hôm suy nghĩ về chuyện con gái mình, hôm nay bà ta quyết định gọi điện thoại hẹn bà Liên ra ngoài để nói chuyện. Bà gọi nói một thôi một hồi, bà Liên cũng đồng ý. Tắt máy xong bà nhanh chóng thay quần áo và đi đến chỗ hẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện. Vận mệnh cuộc đời được viết bởi tác giả Quỳnh Châu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4, không biết quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An thì sóng gió bắt giờ tiếp tục đến với cô gái tên là Hân và chàng trai tiên quân của chúng ta. Hai người đã vượt qua rào cản ban đầu là những cái nắm tay, những nụ hôn đúng không ạ? Và không biết chuyện gì sẽ chờ đón Hân tiếp theo cô gái thuộc anh của chúng ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ bà trang sẽ làm gì để hạ gục và trừ khử hân chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập năm của câu chuyện này tâm an và kênh bụi phố sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai cảm ơn quý vị đã đồng hành và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại